Sống An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, nếu như trước đây tại nước ta, rau khoai lang chỉ là loại rau dành cho người nghèo, thì ngày nay các nhà khoa học đã tìm ra những tác dụng tuyệt vời mà loại rau này đối với sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, tại nhiều nước trên thế giới như Hồng Kông, Nhật Bản, loại rau này còn trở thành một loại thực phẩm cao cấp, có mặt trong những nhà hàng sang trọng với giá vô cùng đắt đỏ. Vậy tại sao một loại rau bình dân ở nước ta lại được thế giới đề cao đến như vậy? Nó mang đến những tác dụng gì cho cơ thể và cách sử dụng ra sao? Theo nhiều chuyên gia, rau khoai lang nếu được ăn theo cách sau đây sẽ trở thành liều thuốc tiên giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư hiệu quả, cứ ăn vào là sống lâu trăm tuổi. Để biết về cách chế biến này, hãy cùng theo dõi video quý vị nhé! Các bạn thân mến, rau khoai lang là món ăn dân dã của gia đình phía ta từ thời xa xưa. Tuy nhiên, rất ít người biết được rằng những công dụng mà rau khoai lang mang lại cho sức khỏe. Theo đông y, rau lang tươi luộc chín có tác dụng nhuận tràng. Ngoài ra, rau khoai lang luộc còn rất nhiều những lợi ích khác. Hãy cùng điểm qua xem lá khoai lang luộc có lợi ích gì đối với sức khỏe nhé. Thứ nhất, rau khoai lang, nữ hoàng chống lại ung thư. Ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông sử dụng rau khoai lang như một loại thực phẩm cao cấp có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang, như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần. Đây là những lý do cây rau khoai lang được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư hay còn gọi là rau trường thọ. Thứ hai, tăng cường sức khỏe mạch máu và ổn định huyết áp. Là rau khoai lang là vua của các loại rau lá xanh, rất giàu vitamin và chứa chất đạm. Chất đạm trong lá khoai lang nhiều hơn cả sữa. Ăn lá khoai lang đúng cách còn có tác dụng thông mạch, giúp mạch máu khỏe hơn, từ đó giúp ổn định huyết áp trong cơ thể, nhất là đối với bệnh nhân cao huyết áp. Thứ ba, tốt cho người bệnh tiểu đường. Phần đọt trong rau lang chứa một hợp chất, chất này không chứa ở lá già mà hoạt tính của nó gần giống với insulin. Nên việc ăn rau lang cũng có lợi cho những người bị bệnh tiểu đường vì có thể kiểm soát được lượng insulin trong cơ thể. Thứ tư, giúp bảo vệ ruột và dạ dày. Lá khoai lang rất giàu chất xơ. Chất xơ sau khi ăn vào cơ thể có tác dụng đẩy nhanh nhu động đường tiêu hóa, giúp tăng cường sinh lực cho dạ dày và tiêu hóa thức ăn, đồng thời giúp tống độc tố ra khỏi đường ruột, có tác dụng bảo vệ ruột và dạ dày. Nếu bạn bị táo bón cũng nên ăn nhiều lá khoai lang, có tác dụng dưỡng ẩm đường ruột và giảm táo bón rất hiệu quả. Thứ năm, giúp phòng chống bệnh béo phì. Rau lang còn tác dụng hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh béo phì do chứa hàm lượng tinh bột đáng kể cùng với chất xơ giúp cho hệ tiêu hóa vừa hoạt động tốt mà lại tạo cảm giác no lâu, làm cho người dùng quên đi cảm giác thèm ăn, gây béo phì hoặc tăng cân. Bạn có thể ăn khoai lang và rau lang luộc cùng một lúc hoặc nấu thành cơm, cháo, bánh, v.v. để có công dụng giảm cân hiệu quả và thay đổi hương vị thực đơn không bị ngán. Thứ sáu, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Hợp chất được chứa trong rau lang, chất này có tác dụng trong việc phòng các bệnh viêm nhiễm mãn tính như viêm khớp, thấp khớp, v.v., cải thiện sức khỏe cho xương và tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Thứ bảy, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Lá khoai lang chứa nhiều nước hơn, ăn lá khoai lang một cách hợp lý có thể tăng cường trao đổi chất cho cơ thể và thúc đẩy bài tiết. Ngoài ra, rau khoai lang tươi luộc chín có vị ngọt, mát, chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng, ngừa táo bón. Cơ bản, lá khoai lang cũng chỉ là một loại rau thông thường và nó cũng giống như các loại rau lá xanh khác. Chúng có thể được ăn để bổ sung chất dinh dưỡng, nhưng nó không phải là thuốc và không có tác dụng trị bệnh. Do đó, mọi người không nên cho rằng lá khoai lang có công hiệu thần kỳ. Thứ 8. Giúp mắt sáng, da khỏe. Bởi rau lang chứa một lượng vitamin C hết sức dồi dào, nên dĩ nhiên khi bạn sử dụng rau khoai lang luộc thì cơ thể sẽ được cung cấp một lượng vi chất này một cách đầy đủ, từ đó giúp cho việc ngăn chặn chứng cảm lạnh và virus cúm. Đây cũng là vi chất thiết yếu cho việc bảo trì hệ thống xương và răng của bạn, cùng đó cũng có lợi cho quá trình hình thành các tế bào máu. Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng hỗ trợ điều trị lành vết thương, kích thích sản sinh ra collagen, giữ cho làn da luôn tươi trẻ, giảm stress và bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao. Rau lang cũng duy trì đôi mắt sáng và làn da khỏe mạnh đấy bạn nhé! Là loại rau ăn khá ngon nên rất nhiều bà mẹ mang thai thắc mắc mình có được ăn rau lang hay không. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, rau lang giàu chất xơ, vitamin, tác dụng hạn chế táo bón, lợi sữa, thanh nhiệt, phòng bệnh tiểu đường nên là thực phẩm tốt cho bà bầu nên ăn đúng cách vừa đủ. Các nhà khoa học đã khảo sát hàm lượng dưỡng chất trong các bộ phận của hai giống khoai lang được trồng phổ biến tại địa phương. Các phân tích cho thấy vitamin C có nhiều nhất ở mô trên mặt lá non và chồi, nhiều hơn so với ở thân dây, cuống lá và củ khoai.
Ăn rau lang có rất nhiều tác dụng khi chị em mang thai, cụ thể đó là: lợi ích thứ nhất, phòng cao huyết áp, giảm buồn nôn. Bà bầu nếu ăn rau khoai lang giúp phòng ngừa chứng cao huyết áp, giảm buồn nôn trong những tháng đầu thai kỳ. Lợi ích thứ hai, tốt cho sữa. Với những bà mẹ đang cho con bú mà ít sữa, muốn có nhiều sữa hơn nên dùng rau lang xào với thịt heo, ăn sẽ có tác dụng rất hiệu quả. Lợi ích thứ ba, thanh nhiệt, giải độc. Canh rau lang, ngọn rau lang luộc đều có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Bạn nên ăn món này nhiều hơn vì nó còn có tác dụng ngừa mụn, trị mụn rất hiệu nghiệm. Lợi ích thứ tư, chống táo bón. Hiện tượng táo bón là tình trạng phổ biến ở các mẹ bầu. Khoai lang chứa rất ít chất béo, lại không có cholesterol. Vì thành phần có nhiều chất xơ nên cả củ và rau khoai lang đều có thể chế biến thành nhiều món ăn, có tác dụng giúp nhuận tràng cho các bà bầu, phòng ngừa bệnh táo bón bạn nhé. Với nhiều công dụng như vậy, rau khoai lang thật xứng đáng với cái tên rau trường thọ đúng không quý vị? Đây là loại rau có sẵn trong vườn nhà, chính vì vậy bạn hãy bổ sung thường xuyên hơn nhé. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng rau khoai lang, bạn cần lưu ý thêm rằng nếu ăn sai cách sẽ rất dễ sinh ra bệnh tật, gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Vậy khi sử dụng rau khoai lang, chúng ta cần lưu ý điều gì? Hãy cùng tiếp tục theo dõi video để tìm hiểu cụ thể bạn nhé! Dù được coi là vị thuốc thần kỳ không có tác dụng phụ, tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý những điều sau khi ăn rau khoai lang. Không nên ăn quá nhiều rau khoai lang. Dù là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhưng chúng ta cũng không nên ăn nhiều rau khoai lang. Bởi loại rau này chứa nhiều canxi nên nếu ăn quá nhiều có thể gây sỏi thận. Không nên ăn lúc quá đói vì khi đó đường huyết hạ thấp, lại làm hạ thêm gây mệt mỏi. Bên cạnh đó, trong khoai lang có chất đường, nếu ăn nhiều nhất là khi đói, sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua, sinh hơi chướng bụng. Để tránh tình trạng này, khoai phải được nấu, luộc, nướng thật chín, hoặc cho thêm ít rượu vào nấu để phá hủy chất men. Nếu bị đầy bụng, có thể uống nước gừng để chữa. Khi luộc rau lang để ăn hay chữa bệnh, nên lấy nước thứ hai vì nước thứ nhất thường chát và hăng. Bạn cũng có thể nấu rau khoai lang kèm với các thực phẩm rau đạm động vật như là thịt, cá, trứng, hải sản, v.v. và đạm thực vật như là đậu, ngũ cốc, khoai củ, v.v. để cân bằng dưỡng chất. Rau khoai lang phát huy tác dụng tốt về mặt chữa bệnh, dễ tiêu hóa khi mà chúng ta làm món luộc, vừa tận dụng được nước rau và lại dễ chế biến. Bạn nên ăn luộc vào mùa hè, có thể xào tỏi cũng rất ngon và thích hợp vào mùa đông. Và để giúp bạn có cách sử dụng rau khoai lang đúng cách, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài món ăn từ rau khoai lang vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Món ăn thứ nhất, rau lang xào tỏi. Nguyên liệu gồm có rau khoai lang, tỏi băm, bột nêm, nước tương, nước mắm. Cách làm vô cùng đơn giản, rau khoai lang nhặt lấy ngọn non, rửa sạch. Sau đó đun nước sôi, trần rau chín tái, rồi vớt ra, cho vào rổ cho ráo nước. Nếu sợ rau nhũn thì bạn ngâm rau trở lại vào nước lạnh trong ít phút. Tiếp đó đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, phi thơm một muỗng tỏi băm. Cho rau vào xào, nêm bột nêm, chỉ nêm vừa phải không nên đậm, đào rau nhẹ tay cho khỏi nát. Sau khi rau chín bạn cho lên đĩa, pha nước mắm tỏi ớt hoặc chấm rau với nước tương cũng đều rất ngon. Món ăn thứ hai, nộm rau khoai lang thịt bò. Rau khoai lang rất giàu chất diệp lục, giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Bởi trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa, là một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo ra các chất chống oxy hóa trong cơ thể con người. Nguyên liệu như sau: rau lang một mớ lớn, 150g thịt bò mềm, 30g lạc, 2-3 củ hành khô, 1 củ tỏi, 1 trái ớt, 4-5 trái quất hoặc 1 trái chanh hoặc giấm, các loại gia vị, muối, đường, bột nêm, nước mắm, đường, dầu ăn. Cách chế biến được tiến hành như sau. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Rau lang nhặt sạch, chỉ lấy phần ngọn non, sau đó rửa thật sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 30 phút, rồi rửa lại vớt ra để ráo. Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, sắt lát mỏng. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, đập dập, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống, sắt nhỏ. Thịt bò nên chọn phần thịt mềm, lọc bỏ phần gân, màng xung quanh. Rửa sạch, để ráo, thái lát mỏng. Ướp thịt bò đã thái ở trên cùng xíu bột nêm, tiêu và 1/3 chỗ tỏi băm ở trên. Lạc rang chín, chà vỏ, giã dập. Bước 2, bắc nồi nước sôi cho vào nồi 1 thìa cà phê muối, sau đó cho rau lang vào luộc. Nước sôi trở lại, đảo đều vớt ra, thả ngay vào ô nước đá lạnh cho rau nguội hẳn, thì vớt ra rổ, dùng đũa tải đều cho rau ráo nước. Bước 3, bắc chảo lên bếp, chảo nóng cho 2-3 thìa dầu ăn, tiếp đó cho hành khô vào phi thơm, hành vàng vớt ra để riêng, cho phần tỏi còn lại vào phi thơm,
sau đó cho thịt bò đã ướp gia vị ở trên vào đảo nhanh tay, xào chín. Bước 4. Pha nước trộn gỏi. 1 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa nước cốt quả quất hoặc chanh, khuấy cho đường tan hết, rồi cho ớt vào 1/2 chỗ tỏi bằm còn lại. Bạn có thể dùng chanh thay quất, món nộm rau lang dùng quất sẽ thơm hơn. Bước 5. Cho rau lang vào một tô lớn, tiếp đến cho từ từ nước trộn gỏi vào, nêm nếm vừa ăn, sau đó cho thịt bò đã xào ở trên vào cùng, đảo đều tay, nêm nếm lại. Cuối cùng cho nộm ra đĩa, rắc lạc rang hành phi lên trên là xong. Món ăn thứ 3. Rau lang xào lòng gà. Nguyên liệu cần có: rau lang 1 bó, lòng gà 200g, tỏi băm 1 muỗng canh, hạt nêm, nước mắm, đường, tiêu. Cách làm như sau: rau lang bạn nhặt sạch. Ướp lòng gà với 1 muỗng cà phê tỏi băm, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 chút tiêu, tất cả để thấm trong 10 phút. Cho dầu vào chảo phi thơm tỏi, cho lòng gà vào xào chín với lửa lớn rồi để riêng. Phi thơm tỏi một lần nữa. Cho rau lang vào xào nhanh tay với lửa lớn, nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 chút nước mắm và đường cho vừa ăn. Cho phần lòng gà đã xào vào đảo đều cho đến khi rau lang vừa chín tới. Dọn ra dùng nóng với cơm. Các bạn hãy thử thực hiện 3 món này cho bữa cơm nhà mình thêm phong phú nhé! Quý vị thân mến, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vấn đề rau khoai lang càng ăn càng sống thọ. Trước đây, rau khoai lang là thứ rau dân dã chỉ dành cho người nghèo. Tuy nhiên ngày nay, người ta đã phát hiện ra rằng thứ rau này có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, cụ thể đó là: thứ nhất là ngăn ngừa bệnh ung thư, thứ hai là giúp tăng cường lưu thông máu và giảm huyết áp, thứ ba là tốt cho bệnh nhân tiểu đường, thứ tư là giúp phòng chống bệnh béo phì, và thứ năm là giúp bảo vệ hệ tiêu hóa. Ngày hôm nay, hãy bổ sung thường xuyên loại rau này bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.